Đây là một bộ anime nơi mà loài người bị đối xử như gia súc, bị chăn xong thịt. Liệu rằng con người sẽ chấp nhận số phận thành 7 món hay vùng lên đấu tranh? Tất cả sẽ có trong The Promised Neverland. Câu chuyện mở ra tại một trại trẻ mồ côi có tên là Mái Ấm, nơi chăm sóc cho 38 đứa trẻ thuộc lứa tuổi U12, tuy to bé tùy đứa khác nhau. Song cổ đứa nào đứa nấy đều đeo đóc tác dạng tattoo và được chăm sóc kỹ lưỡng tới tận răng bởi một người phụ nữ mà tôi sẽ tạm gọi là mẹ, đóng vai trò là anh chị cả ở trại trẻ có Emma, cùng hai đứa bạn gồm Bạch công tử Norman và Hắc công tử Ray. Cuộc sống của đám trẻ ở cô nhi khá là vui, cái gì ở đây cũng có hết, tất cả đều phục vụ cho việc tạo nên một môi trường sống lý tưởng nhất cho đám trẻ. Đám trẻ còn phải tuân theo một số nguyên tắc, ví dụ như cấm không được vượt qua hàng rào giới nghiêm này, bro rồi cấm giữ chưa? Đều đặn cứ 2 tháng một lần sẽ có một đứa trẻ được chuyển đi làm con nuôi, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có thư mà chúng gửi về cả. Và hôm nay là đến lượt tiếp theo, người được chọn để đến với mái nhà mới là bé Thỏ. Sau buổi chia tay đẫm nước mắt với anh chị em, cô bé được mẹ đưa ra ngoài cổng để bàn giao cho ba mẹ mới. Trong lúc dọn phòng ăn, Emma phát hiện ra món đồ chơi mà bé Thỏ yêu quý nhất để quên. Với tư cách là những anh chị em thiện lành, Norman và Emma vội đi ship hỏa tốc cho cô bé trước khi không kịp, những tưởng sẽ có thêm một màn sướt mướt chia tay nữa, nhưng không. Những gì xảy ra trước mắt khiến cả Emma và Norman choáng choáng, hoang mang, bàng hoàng. Bé Thỏ đã bị sát hại với một bông hoa ngay giữa ngực. Bất ngờ có tiếng ai đó vang lên, hai đứa trẻ vội trốn xuống gầm xe để tránh bị phát hiện. Thêm lần nữa, tâm trí của cả hai bị sang chấn. Những kẻ ở ngoài kia không phải là con người, chúng là những con quỷ kiêm hung thủ đã khiến bé Thỏ ngàn thu an giấc. Mục đích chúng đến đây hôm nay là để thu hoạch thịt người, để phục vụ cho những bữa ăn của đám quỷ cấp cao. Tầm này còn điều gì tệ hơn nữa không? Có. Người mà đám trẻ vẫn gọi là mẹ lại chính là trưởng trại chăn người này. Nhiệm vụ của bà ta là phải đảm bảo chất lượng cho mỗi đứa trẻ được xuất chuồng. Emma và Norman vội trở về trại trẻ trước khi mẹ kịp phát hiện ra. Tuy nhiên chúng đã mắc phải một sai lầm khi để rơi lại món đồ chơi của Thỏ. Thế là mẹ biết rằng chúng đã biết. Sau khi chứng kiến những sự kiện kinh khủng đó, Emma bắt đầu cảm thấy rén khu cô sống, đặc biệt là mẹ. Trong khi đó, Norman vẫn tỏ ra rất thư thái, không phải vì cậu không quan tâm, mà là vì nếu tỏ ra khác lạ sẽ khiến mẹ chú ý. Từ những gì đã thấy và nghe đêm hôm trước, Norman nhận ra độ tuổi xuất chuồng sẽ dao động từ 6 đến 12 tuổi. Thứ tự chuyển đi sẽ được quyết định dựa theo điểm số trong các bài kiểm tra. Điểm càng cao thì đi càng muộn, cậu dồn các yếu tố đó lại. Norman nhận ra mục tiêu đám quỷ nuôi dưỡng chúng không phải chỉ để lấy thịt thông thường, mà là muốn thu hoạch bộ não. Dường như đây mới chính là món khoái khẩu của chúng. Bên cạnh đó, cậu cũng tìm ra chu kỳ thời gian giữa những lần thu hoạch là vào khoảng 2 tháng. Đó chính là khoảng thời gian để hai đứa trẻ lập kế hoạch giải cứu toàn bộ cô nhi ở đây. Sau khi cân nhắc kỹ mọi yếu tố, Emma và Norman chốt kế hoạch trốn theo đường rừng trong giờ vui chơi để kiểm tra tính khả thi. Cả hai thử vượt hàng rào và đi sâu vào rừng, nhưng chúng lại gặp phải một bức tường to chình nghình. Ông nào nghe đến đây mà nghĩ đến người yêu mình thì là đồ tồi. Theo những gì Emma do thám được thì bức tường này có độ dày tầm 3 mét, lại còn có bề mặt nhẵn thín không thể bám vào chỗ nào được, nên Emma đề xuất cả bọn sẽ dùng dây thừng để trèo lên. Kế hoạch đến đây có vẻ trôi, nhưng chúng không hề biết rằng mẹ luôn có vũ khí bí mật mang tên máy định vị để kiểm soát lũ trẻ trong trại. Bên cạnh đó, mẹ cũng sở hữu một hệ thống âm thanh vô cùng ghê gớm, được biết đến với cái tên One Audio F2, con hàng True Wireless đến từ hãng tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon. Chất âm không chỉ hay chuẩn DJ, nhịp bass sống động với mảng loa 10mm, chất lượng đã cao này còn có gu thẩm mỹ. Với thiết kế đẹp lấy điểm nhấn là họa tiết đĩa than, có đèn báo pin, pin lên đến 40 tiếng, sạc một lần đủ nghe cả tuần. Hàng chính hãng nhưng lại hợp ví, chỉ với 550k là sản phẩm sẽ có ngay trong giỏ hàng. Nhưng nếu muốn tiết kiệm hơn nữa, đừng ngần ngại mà nhấn vào link ở phía bên dưới để nhận voucher lên đến 50k. Từ lúc biết được hai món bảo bối này của mẹ, Emma và Norman nhận ra rằng cuộc chiến chạy trốn ngay từ đầu đã không hề đơn giản, và chắc chắn là sẽ tốn rất nhiều neuron. Sau khi hoàn tất giải dây được nối lại từ khăn trải bàn trong kho, hai đứa trẻ bắt tay vào việc tìm ra vị trí đặt định vị trên cơ thể. Nhưng thấy rằng hai cái đầu như này hơi gian nan, nên chúng quyết định sẽ tìm đến Ray để nâng chất xám trong tim. Khỏi tìm thì cậu cũng đến. Ray vốn đã nghi ngờ hai khứa bạn đang che giấu thứ gì đó kể từ cái đêm đi ship đồ cho bé Thỏ, nên khi nghe toàn bộ sự tình, cậu cũng nhập bọn. Tuy nhiên, cậu cho rằng không thể cứu hết tất cả được, nhất là khi lũ trẻ đang chẳng biết gì về thế giới bên ngoài, nên càng đeo bong lại càng khó khăn. Chưa kể việc phải đối phó với mẹ, đám quỷ hay máy phát tín hiệu cũng đủ nhức não lắm rồi. Nhưng Emma ứ chịu, cô cứ nhất nhất phải cứu hết cơ. Bí cách thuyết phục, Ray quay sang dân chơi hệ lý trí như cậu để tìm sự đồng tình. Ai ngờ đâu Norman lại hùa theo Emma. Thật không ngờ hơn nữa, cậu lại là Simboy, nguyện làm tất cả vì Emma và mong muốn của cô. Thôi, quả này hết cứu thật. Nên Ray đành ậm ừ chấp nhận. Vừa chào mừng đồng chí mới gia nhập,
niềm vui chưa kịp thấm vào tế bào thì sự hoang mang đã lại kéo đến. Trại trẻ chào đón thêm một em bé và một người lớn nữa. Bà ta là Sơ, người sẽ là phụ tá cho mẹ. Đây hứa hẹn sẽ là một kẻ địch đáng gờm đối với Emma và hai người bạn. Nhưng trong cái rủi vẫn có cái may. Nhờ có sự xuất hiện của họ mà đám Emma có thêm những thông tin cần thiết, trong đó có thể tìm ra vị trí chỗ đặt thiết bị định vị thông qua đứa trẻ mới đến. Vậy nên Emma đến phòng trẻ 1 tuổi để kiểm tra khắp người bé mới đến. Dựa theo cách nghĩ của đối thủ, cuối cùng Emma cũng tìm ra vị trí đặt của thiết bị đó. Đó là ở phía sau vành tai. Trong khi đó, mẹ đã cho Sơ biết tình hình của trại lúc này, đặc biệt là việc đã có những đứa trẻ biết được bí mật thực sự. Sơ định báo cho cấp trên để xuất chuồng chúng sớm, nhưng mà mẹ đã ngăn lại. Bà ta vẫn tự tin về năng lực của mình. Hơn nữa, đám biết còn là hàng cao cấp, không thể hấp tấp, nên mụ Sơ chỉ cần hoàn thành tốt công việc của mình là được. Tuy nhiên, mụ ta không chỉ đến đây để làm vai nữ phụ mờ nhạt. Sơ cũng đang nuôi tham vọng có được vị trí đứng đầu của mái ấm, nên sẽ sẵn sàng cắn lại bất cứ lúc nào nếu thu thập đủ điểm yếu của mẹ. Còn ở vị trí của người đứng đầu mái ấm, mẹ cũng nhận được tin nhắn từ bà ngoại, một nhân vật cấp cao, hỏi thăm về ba đứa trẻ đứng đầu, bởi chúng sẽ là mặt hàng chất lượng nhất để gửi đến ngài. Trở lại với tình hình hội đào tẩu, Emma đã trình bày cho các bạn biết những gì mình vừa mò được. Sau một hồi phân tích, cả bọn nhận thấy việc phá hủy máy phát tín hiệu là một chuyện không hề dễ dàng. Nếu không làm khéo có thể dẫn đến bứt dây động rừng. Vậy nên chỉ có thể phá hủy nó ngay khi thời điểm đào tẩu đến mà thôi. Ray mạnh dạn xin phép nhận công việc này. Dù sao cậu cũng là đứa giỏi công nghệ nhất cả bọn. Ok, vấn đề bị truy vết đã xong. Giờ cả bọn lại đau đầu về việc làm thế nào để lùa tất cả trẻ em trong trại bỏ trốn. Chưa nói về sự tin yêu hết mực của chúng dành cho mẹ, thì vấn đề thể chất cũng là một problem nan giải. Cái này thực ra cũng dễ. Ba đứa sẽ dựa vào trò chơi đuổi bắt để gián tiếp hướng dẫn các em tập luyện, từ đó vừa nâng cao thể lực, tốc độ đến kỹ thuật chiến đấu thoát khỏi địch thủ. Hơn nữa cũng che mắt được cả mẹ và Sơ. Tuy nhiên đến một ngày, thấy cả đám chơi vui quá, Sơ mạnh dạn xin một slot để làm kẻ đi đuổi. Mụ này đúng kiểu quái vật. Những chiêu trò mà đám trẻ bày ra đều bị bắt bài triệt để. Lần lượt từng đứa bị tóm gọn. Ngay đến Emma siêu tốc cũng bị dí vào đường cùng để rồi bị tóm gọn. Nhưng sau cùng mụ ta vẫn nhận thất bại dưới tay cặp đôi Norman và Ray. Sau màn chơi check năng lực, mụ Sơ cũng đã đánh giá được phần nào năng lực của đám chất lượng cao. Suốt thời gian đó, cả mẹ và Sơ đều không có động tĩnh gì. Điều ấy làm Norman thấy kỳ lạ. Cậu cho rằng trong số những đứa trẻ có một nội gián tuồn tin cho mẹ, và họ buộc phải tìm ra và bịt miệng đứa đó càng sớm càng tốt. Sau vụ chơi đuổi bắt với Sơ, Norman gợi ý đổi chiến thuật chơi đuổi bắt. Thay vì kiểu mệnh ai nấy chạy như hiện tại, thì giờ đây cả đám sẽ chạy theo từng đội một để đảm bảo số lượng chỉ huy. Norman dự định sẽ kể cho Gilda và Don biết. Việc để hai đứa nó tham gia cũng nằm trong dự tính để dụ tên gián điệp ra mặt. Nói là kể cho Gilda và Don biết mọi chuyện, nhưng thực ra ba đứa sẽ biên lại một chút. Emma nói cho chúng biết rằng mái ấm là một trại buôn người, còn mẹ là đầu buôn. Ban đầu Don còn coi đó là một cái dốc khá hài, cho đến khi nhìn mặt ai cũng căng thì cậu cũng dần nhận ra sự nghiêm túc của câu chuyện. Còn Gilda thì cô bé đã ngờ ngợ có biến kể từ ngày thấy biểu hiện khác lạ của Emma. Từ hôm cô cùng Norman ra cổng để đắp thêm niềm tin cho hai đứa, Norman đưa ra bằng chứng dựa vào bảng điểm mà cậu thu thập được để khẳng định thêm cơ sở việc bán người dựa trên điểm số, từ đó kéo theo hai đứa vào bộ chỉ huy chiến dịch đào tẩu. Sau đó Norman tiết lộ cho Ray biết kế hoạch bắt tên nội gián thông qua việc gặp riêng từng đứa để tiết lộ vị trí đặt dây trốn, ai sẽ hành động và cách thức mẹ tìm ra. Tất cả sẽ được phơi bày ra hết. Còn nếu cả hai đều vô can thì vẫn có cách khác. Trong đêm hôm đó, Gilda bất ngờ rời khỏi phòng ngủ và tìm đến phòng của Sơ. Mọi thứ đều rơi vào tầm mắt của Emma. Nhưng may thay, Gilda không phải là đối tượng gián điệp. Cô bé chỉ đang bị khủng hoảng tâm lý do Emma bỗng trở nên khác lạ. Giờ thì cô bé đã ổn nên khỏi cần mụ quan tâm nữa. Tuy nhiên Sơ cũng đọc vị, bèn hỏi Gilda có phải đám Emma đã nói hết rồi hay không. Nhưng cô bé đã mạnh dạn phản kháng nên mụ ta cũng chẳng khai thác được gì hơn. Cùng thời điểm đó ở phòng của mẹ, một bức thư tiết lộ vị trí của sợi dây đã được gửi đến. Cụ thể thì nó đang nằm dưới giường của Norman ngay ngày hôm sau. Quả nhiên sợi dây ở đó đã biến mất. Vậy thì chắc chắn kẻ phản bội anh em chính là Don rồi. Nhưng không phải, kẻ nội gián thực sự là Ray. Thông tin về vị trí dưới giường của mình, Norman chỉ tiết lộ cho mỗi một mình Ray mà thôi. Nên khứa đầu đen hết lời chối cãi. Thấy mình bị lộ, Ray cũng khỏi vòng vo nữa. Cậu thú nhận mình chính là tay trong của mẹ, thậm chí là từ rất lâu rồi. Tuy nhiên Norman tiếp tục để Ray ở bên cạnh như hiện tại. Đổi lại đó, khứa đầu đen phải làm theo 3 yêu cầu. Đầu tiên là phải ở bên và đảm bảo an toàn cho cả bọn. Thứ hai là chia sẻ toàn bộ thông tin mà cậu biết. Và cuối cùng Ray phải phản bội lại mẹ mà làm nội gián cho Norman. Với tình hình hiện tại, Norman hoàn toàn có thể lẳng lặng lợi dụng chính Ray rồi vứt bỏ, thay vì nói sổ toẹt ra như thế. Nhưng đừng quên Norman là một simboy. Vì Emma muốn có Ray trong đội hình chạy trốn nên đầu trắng mới quyết định như vậy. Nhưng lý do quan trọng hơn là việc Norman cũng nhận thấy Ray không hẳn là địch. Trong cái đêm cậu và Emma tìm ra bí mật, chính Ray đã thúc đẩy hai đứa mang đồ cho thỏ. Hơn nữa với những gì nắm trong tay, Ray có thể chi phối cuộc chơi theo ý mình, cả bên mẹ lẫn bên đám trẻ.
nhưng cậu lại lựa chọn gián tiếp tiết lộ bí mật của mái ấm. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì đó bên trong. Mà Norman muốn Ray nói thật. Trước lập luận sắc bén của đứa bạn, Ray cũng chẳng muốn che giấu gì nữa. Thực ra cậu đã bán mình cho mẹ nhằm tạo nền móng cho cuộc tẩu thoát này. Lợi dụng bản tính coi trọng thành quả hơn quy tắc của mẹ, Ray đã đưa cho bà ta một offer khó mà chối từ. Cậu ta sẽ cung cấp toàn bộ thông tin của anh chị em cho bà. Đổi lại, mẹ phải đáp ứng hai yêu cầu của mình. Một là không được chuyển cậu đi sớm. Hai là thưởng cho cậu sau mỗi lần leak tin. Và cậu tận dụng nó để lấy được những thứ cần thiết trong giới hạn được phép. Nhờ những món đồ đó mà Ray đang lên kế hoạch tái hiện lại thiết bị phá máy phát tín hiệu mà cậu từng thấy. Kể cả việc thúc đẩy Emma và Norman tìm ra sự thật cũng là một bước để bảo toàn tính mạng cho cả hai. Ray đồng ý sẽ tiết lộ mọi thông tin và nói dối mẹ như ý Norman, với điều kiện cậu lừa Emma mà bỏ lại đám trẻ khi chạy trốn. Quá lắm thì chỉ để Gilda và Don đi cùng. Tuy những đứa bé đã có tiến bộ trong khoản di chuyển, nhưng nếu đèo bòng thì rủi ro vẫn rất là cao. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Norman quyết định chấp nhận kèo này với Ray. Ngày hôm sau, đích thân Ray đã đi đầu thú về việc mình là gián điệp với Emma. Tuy nhiên sau khi được Norman giải thích, cô cũng hiểu ra lý do mà Ray làm tay sai cho mẹ. Emma cũng rất vui, vì từ giờ đứa bạn này sẽ góp sức thật với mọi người. Nhưng xét ra trong quá khứ, để có được nền móng này, Ray đã phải hy sinh không ít cho anh chị em. Vậy nên Emma cầu xin Ray đừng bao giờ làm như thế nữa, bởi bây giờ họ đã hợp sức lại với nhau rồi. Ngoài miệng thì Ray hứa, chứ trong thâm tâm thế nào thì chẳng ai biết. Trong buổi họp hôm ấy, Emma và Gilda đã công bố khám phá mới nhất của mình, dựa vào sự sai lệch trong kích thước giữa tường văn phòng và hành lang. Hai đứa đã tìm ra một khoảng trống kỳ lạ trong phòng của mẹ. Nhiều khả năng đó là nơi mẹ báo cáo về trụ sở. Don gợi ý cho cả bọn đi vào trong đó để tìm thêm in tư, nhưng lập tức bị gạt bỏ vì quá nguy hiểm, lại dễ rút dây động rừng. Nhưng mà Khứa ra ngăm không chấp nhận điều đó. Sau lần đầu thất bại do không mở được cửa, đến lần sau, cậu đã thó được chìa khóa và cùng Gilda lẻn vào bên trong. Khi đi sâu vào căn mật thất, cả hai đã phát hiện ra những món đồ chơi của những đứa trẻ đã ra đi trước đó. Thậm chí chúng còn tìm ra máy điện đàm của mẹ liên lạc cho trụ sở. Từ đó Don và Gilda bắt đầu nghi ngờ lời mà đám Emma đã nói. Có chắc mọi chuyện chỉ đơn giản là bị bán đi hay không? Hay còn đáng sợ hơn thế nữa? Trong khi đó, Emma cũng báo cho Ray và Norman về thứ mình mới tìm được trong thư viện. Cụ thể là những cuốn sách được viết bởi William Minerva. Trong đó xuất hiện hình những con cú với những vòng tròn đứt đoạn không giống nhau. Chắc chắn có gì đó ẩn giấu trong đó. Sau khi quan sát kỹ tất cả cuốn sách, Norman nhận ra đó chính là mã Morse. Tiến hành giải mã toàn bộ, cả bọn rút ra được kết luận về nhân vật bí ẩn William Minerva này. Ông ta biết về trại và đang cố gắng liên lạc với những đứa trẻ ở đó. Đã tìm được đồng minh nên cả bọn hào hứng hơn hẳn, khỏi lo lạ nước lạ cái khi đào tẩu ra ngoài. Don và Gilda sau khi rời khỏi phòng bí mật đã tìm đến đám Emma để hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện. Tuy ban đầu hơi khó chấp nhận vì bị nghi ngờ, lại thêm cú sốc trước những gì nghe được, đã khiến Don mất bình tĩnh và va chạm chân tay với Ray và Norman. Nhưng về sau khi đã trấn tĩnh lại, cả hai bên đã đi đến giảng hòa, bỏ qua mọi chuyện, chung sức giúp kế hoạch tẩu thoát thành công. Sáng hôm sau, Ray đã đến tiết lộ kế hoạch ám sát của Norman cho mẹ biết, đồng thời gợi ý cho bà phải giữ cho bằng được đám Norman và Emma cho đến khi chúng tròn 12 tuổi. Tiện đây mẹ cũng báo cho cậu một tin, tháng sau sẽ không có ai bị chuyển đi, mà sẽ rời đến tháng sau nữa. Đó cũng là lúc cậu 12 tuổi, đủ tiêu chuẩn để thu hoạch. Trong khi đó, đám Emma đã đụng mặt với Sơ trong rừng. Mụ tuyên bố đã nắm rõ mọi bí mật của nhóm, nhưng thay vì báo cho mẹ mọi thứ, mụ ta tìm đến nhóm của Emma để đề nghị một cú bắt tay hợp tác. Mụ ta tình nguyện hỗ trợ hội Emma trốn thoát, từ đó nhân cơ hội bãi chức của mẹ để lên thay thế, để lấy lòng tin. Sơ không ngại tiết lộ cơ chế quản lý của trang trại dành cho những bé gái tiềm năng và được giới thiệu. Tuy có thể giữ được cái mạng, nhưng chúng sẽ mất đi tự do, bởi bị cấy một thiết bị trong người, khi bước chân ra ngoài sẽ bị kích điện mất mạng tại chỗ. Còn nếu bị ngỏm tại trang trại sẽ ngay lập tức báo về trụ sở. Nhận thấy đây có thể là cơ may giúp nâng cao cơ hội thoát thân, cả bọn đồng ý kết liên minh cây khế với Sơ để bới thêm thông tin từ bà ta. Tuy nói là đồng minh, nhưng đám trẻ vẫn đề cao cảnh giác với Sơ, không ngoại trừ khả năng mụ ta có thể mưu tính làm gần với chúng để tìm ra manh mối về bằng chứng cả bọn bỏ trốn. Ngay trong đêm đầu đến gặp mụ lấy thông tin, Emma và Norman chỉ đưa ra những câu hỏi liên quan đến thiết bị định vị nhằm dò xét động thái của Sơ, nhưng vô tình nó lại phản tác dụng. Dựa vào biểu hiện cơ thể của bọn trẻ, mụ ta nhận ra bọn này đang che giấu một điều gì đó. Tuy nhiên đó không phải là thứ mà Sơ quan tâm. Thậm chí mụ còn đồng ý tiết lộ thông tin về một kẻ bí mật tên là Ngài. Cụ thể thế nào buổi sau sẽ rõ. Cùng lúc ấy tại phòng của mẹ, Ray cũng nhận được máy ảnh, món quà mà cậu yêu cầu cho thông tin bữa trước. Ngày hôm sau, Norman và Emma kể lại cho Ray về diễn biến hôm qua, đồng thời giúp cậu nhanh chóng hoàn thành thiết bị phá định vị trước khi Sơ tìm ra bằng chứng. Trong tình thế cấp bách đó, Ray tỏ vẻ thản nhiên vì cậu đã có sẵn kế hoạch rồi. Nhận ra âm mưu của lũ trẻ, Sơ vội đến lục phòng tìm bằng chứng. Hên sao mụ lại tìm thấy mẩu giấy ghi lại thông tin, thứ giúp mụ ta nắm thóp được mẹ. Nhưng chưa kịp ăn mừng thì Sơ nhận được tin thăng chức chuyển công tác. Tất cả đều nhờ sự tiến cử của mẹ cho cấp trên.
tuy không đành lòng chấp nhận, nhưng lệnh đã ban ra nên Sơ không thể nào cưỡng lại. Trước khi đi, mụ còn để lại dăm ba món quà nhỏ cho đám Ema. Chưa biết công dụng của chúng là gì, nhưng nom có vẻ quan trọng. Ngay khi đến cổng, vừa nhìn thấy bà ngoại, Sơ đã kể tuốt tuần tuột về những gì mình biết được, về vụ đám trẻ bỏ trốn và sai lầm của mẹ. Nhưng thay vì thái độ tức giận, thì bà ngoại lại tỏ vẻ tỉnh queo và khẳng định rằng mẹ vẫn đang kiểm soát được tình hình. Nên Sơ khỏi lo, mà muốn lo thì lo cái tính mạng của mình trước đi kìa. Cánh cổng đóng sập xuống, một con quỷ xuất hiện và nó có một bữa ăn ngon lành. Ít lâu sau, kế hoạch của đám trẻ bắt đầu được thực hiện. Trong khi Emma và Norman đến bức tường để khảo sát, cặp Don và Gilda tìm nơi có thể quan sát cửa sổ phía nam trên tầng 2 của ngôi nhà. Đó cũng chính là nơi mà Ray giữ chân mẹ. Tuy nhiên trong lúc di chuyển, cậu lại hay một tin như sét đánh bên tai. Sơ đã bị sa thải xuống địa phủ và cậu cũng đã hết hạn sử dụng với bà ta. Và mẹ cũng đã biết Ray đã phản bội mình rồi. Không còn gì để che giấu, Ray vội ôm chầm lấy bà ta để cố níu kéo, nhưng vô ích, cậu bị nhốt lại. Để ngăn cậu báo tin cho hai đứa kia biết, tuy đã được Don giải cứu và cấp tốc đuổi theo, nhưng tất cả đã quá muộn. Mẹ đã tìm đến chỗ bức tường nơi Emma và Norman đang khảo sát. Vừa kịch tình mẫu tử được hạ xuống, mẹ liên tục chơi bài tâm lý, thuyết phục hai đứa chấp nhận số phận mà tiếp tục sống trong hạnh phúc tại mái ấm cho đến khi nó kết thúc. Nghe cũng lọt lỗ nhĩ ra phết, nhưng hai khứa này trộm vía được cái bướng. Emma lao lên khống chế mẹ, trong khi Norman lấy dây lên tường, nhưng cậu đã khựng lại khi chứng kiến cảnh tượng. Một giò của Emma bị bẻ gãy, và một tin khác khiến Norman thêm sững người. Cậu sẽ là món hàng tiếp theo phải chuyển đi. Giờ này thì cả bọn muốn trốn cũng khó, ai nấy đều không muốn bỏ lại Emma. Tuy nhiên nếu không hành động thì Norman sẽ bị gửi đi trong chuyến hàng tiếp theo. Không thể để người bạn ra đi như vậy. Emma và Ray lên kế hoạch để Norman trốn tạm. Đến khi Emma bình phục sẽ làm một cuộc đại đào tẩu. Ban đầu Norman còn từ chối, nhưng khi được Crush và cô bạn cây khế hết lòng thuyết phục, cậu đã mủi lòng và đồng ý. Ray đưa cho Norman thiết bị kích điện để vô hiệu hóa máy dò, thứ mà cậu đã tự thiết kế từ những dụng cụ được nhận sau mỗi lần tuồn tin. Sở dĩ Ray biết đến thứ này là bởi cậu thuộc vào số ít những đứa trẻ có thể ghi nhớ mọi thứ kể từ khi còn là sơ sinh. Điều đó cũng lý giải tại sao Ray biết rõ bí mật của trại trẻ đến vậy. Mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc chạy trốn của khứa tóc trắng. Thậm chí cậu đã leo lên bức tường. Nhưng bất ngờ khi sắp đến lúc giao hàng, Norman lại trở về. Tối hôm đó trước khi bị đem đi, cậu đã tiết lộ những gì mình thấy được khi leo lên bức tường. Ở bên kia là một vực sâu hút hùn hụt, ngã xuống cái là coi như về miền cực nhọc ngay. Không chỉ có thế, cậu còn đi khảo sát xung quanh và phát hiện ra cấu trúc của khu vực này. Nó có hình lục giác và ở phía tây là trụ sở. Ở đó có một cây cầu có thể tận dụng để làm lối cho cả bọn trốn đi. Đã đến giờ nói tạm biệt, kể cả khi Emma đã cố gắng lần cuối, nhưng Norman vẫn cố chối từ. Tất cả sự nỗ lực chỉ để đổi lấy lời chia tay của đứa bạn và lời chào không thể gặp lại. Sau ngày hôm đó, Emma và Ray như bị trầm cảm, chẳng còn một cô gái vui vẻ như xưa hay một cu cậu ưa đọc sách như trước. Ý chí kháng cự của cả hai đã chạm đáy. Mẹ cũng đến thăm Emma, ra sức vỗ về an ủi, chào ôi sao thiết tha, để dụ cô về tổ đội các má mì như bà ta hiện tại. Nhưng Emma thẳng thừng chê. Thời gian dần trôi, ngày mà Ray bị chuyển đi đã cận kề. Trong cái đêm trước khi cậu tròn một giáp, Emma đã đến bên cậu. Đã lâu rồi cả hai chưa có một cuộc họp kín thế này. Cụ thể nội dung sẽ xoay quanh kế hoạch cho cuộc đào tẩu sắp tới. Thì ra suốt thời gian qua cả hai như cọng bốn thiu. Không hẳn là vì quá đau buồn sau sự ra đi của Norman, mà còn để tránh sự chú ý của mẹ lên họ, để sẵn sàng cho chiến dịch. Emma cũng đã bí mật nhờ Don và Gilda thay mình chuẩn bị mọi thứ, từ lập kế hoạch cho đến các trang thiết bị, dụng cụ cho đến thực phẩm. Giờ phải tìm cách vượt qua cây cầu mà Norman nói là ok. Vậy nên Ray đã nghĩ ra kế phóng hỏa, tức là đốt cháy trại mái ấm rồi bỏ trốn. Từ đó có thể viện cớ di tản để thông chốt, đồng thời chặn cửa phòng bí mật hòng ngăn mẹ báo tin cho trụ sở. Kế hay phết, nhưng rồi cẳng chân của Emma thế này thì chạy làm sao? Đã ổn, thế là perfect. Ray dội cả một bình xăng lên toàn thân để làm đuốc người, đảm bảo mẹ phải giải cứu cậu, từ đó tạo điều kiện cho Emma và anh em chạy trốn. Nói là làm, Ray liền đánh lửa. Một ngọn lửa hừng hực bùng lên. Tiếng hét tuyệt vọng của Emma đã va vào màng nhĩ của mẹ. Đến khi bà xuống thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Ở trong đó có mùi thịt cháy khét, hơn nữa còn có tín hiệu của một đứa trẻ bên trong. Mẹ vội bảo Gilda sơ tán các em, rồi dùng bình cứu hỏa dập lửa cố giữ lấy bộ não, nhưng nó cũng bị nghẹt. Emma đột ngột biến mất dù tín hiệu vẫn ở đây. Thì ra con bé đã để lại con chip cùng thứ giữ nó ở lại. Nhận ra mình đã bị bịp, mẹ vội đến phòng bí mật để lấy máy báo tin, rồi mới nhận ra chìa khóa đã bị đánh cháo. Tất cả đều nằm trong kế hoạch mà Norman đã để lại nhằm giúp anh em bạn bè trốn thoát. Cậu ta đã biết trước việc Ray vốn không muốn sống nữa, nên sẽ hy sinh để tất cả về sau thực hiện phi vụ này. Trong khoảnh khắc Ray quăng que diêm, Emma đã bắt lấy nó, rồi nhờ hai khứa em cơ cấu các món đồ thịt cùng tóc tai các thứ, sao cho sau khi đốt xong sẽ tạo ra mùi như có người ở trong. Sau khi Norman rời đi, Emma đã nhận được đồ mà Sơ gửi lại, và cả bức thư ghi chi tiết kế hoạch của cậu.
Trước đó rất lâu, Gilda và Dawn đã giúp đám trẻ nhận ra bí mật ẩn sau mái ấm trong thời gian Emma ủ rũ. Cô không ngừng phổ biến kế hoạch cho đám trẻ đó biết. Nhờ thế mà nhân lực đã có thêm và quá trình chuẩn bị nhanh chóng hơn. Tuy nhiên ở đây chỉ có những đứa từ 5 tuổi đổ lên. Những đứa trẻ khác chỉ được di rời ra ngoài mà thôi. Không phải là Emma từ bỏ chúng, mà là bối cảnh hiện tại không cho phép bọn họ có thể đèo bòng quá đông, nên quyết định 2 năm sau sẽ quay trở lại cứu các em ở đây và cả ở các trại khác nữa. Emma quyết định kể mọi chuyện cho Phil, cậu bé thông minh nhất lứa 4 tuổi, nhằm nhờ nhóc làm công tác tư tưởng cho các em còn lại. Còn ở phía mẹ lúc này, bà ta đã lấy được máy truyền tin và báo cho trụ sở biết. Lập tức đám quỷ ra tay chặn mọi nẻo đường dẫn đến cây cầu. Đó chính là điều nhóm Emma mong muốn. Kế hoạch của đám trẻ là đu dây sang ở một điểm mà Norman đã đánh dấu. Tất cả đã thăm ngàn luyện tập từ tung dây cho đến đu sao cho chuẩn. Hai khứa suốt ngày nghịch tên lửa nước cũng góp sức bằng hai con hàng của mình. Nhờ thế mà họ đã có 3 con đường để đi sang. Don làm mẫu trước và đã thành công. Từ đó lần lượt cả bọn lướt qua dễ dàng. Trước con mắt bất ngờ của Ray, mọi thứ vẫn trôi chảy. Cho đến khi một cô bé bị rén vì sợ không dám băng qua, lan cơn hoảng loạn cho hai chân bé đủ còn lại. Nhưng mà hai thằng này thì tự túc, còn cô bé được Ray buộc vào mình và đu qua thành công. Giờ thì chỉ còn Emma. Khi cô chuẩn bị sang cùng anh em thì mẹ đã đến nơi. Hai cặp mắt chạm nhau, Emma chào tạm biệt ngôi nhà, nơi từng chất chứa tình yêu thương và cả người mà cô từng coi là mẹ nữa. Và rồi vút đi, bất chấp bà cố gắng gọi lại. Nhìn những đứa trẻ từ từ biến mất, mẹ nhớ lại quá khứ của chính mình. Khi còn nhỏ, bà cũng từng có ý định muốn bỏ trốn, nhưng khi đối diện với vực sâu, bà lại quay xe. Hồi đó mẹ cũng đem lòng yêu mến một cậu bạn có tài gảy đàn điệu nghệ, nhưng rồi cuối cùng lại phải cắn chặt môi từ biệt nhau, bởi người ấy đã bị thu hoạch khi đến lúc bị giao nộp. Mẹ cũng được đưa đến trước cổng, nhưng được bà ngoại nhiệm kỳ đó nhận về và làm má mì thực tập. Trải qua quá trình khổ ải rèn luyện, cuối cùng bà ấy cũng có được slot quản lý tại trại số 3, aka mái ấm. Ở đó bà đã được gặp một đứa trẻ ngân nga giai điệu giống như tình cũ năm nào. Cậu bé đó chính là Ray. Bất ngờ hơn nữa khi Ray lại chính là con ruột của bà. Sau tất cả, cuối cùng mẹ cũng đã nhận thua và cầu chúc cho đám trẻ may mắn và tìm được ánh sáng. Kế hoạch trốn thoát đã thành công. Liệu sự may mắn có còn gắn bó được với đám trẻ hay không? Trong khi lũ quỷ nhất định sẽ không bỏ qua một cách dễ dàng. Tất cả diễn biến tiếp theo sẽ có trong phần 2 của Miền Đất Hứa. Và tôi còn quại. Xin chào và hẹn gặp lại.